Mỹ đã thông báo về một gói viện trợ bổ sung cho Ukraine. Gói viện trợ quân sự trị giá 425 triệu đô la Mỹ sẽ cung cấp các vũ khí bổ sung để đáp ứng các nhu cầu cấp thiết nhất của Kiev. Các loại vũ khí được cung cấp bao gồm các loại tên lửa phòng không, đạn pháo và hệ thống phóng tên lửa đa nòng, xe bọc thép và vũ khí chống tăng. Mỹ cũng sẽ cung cấp cho Ukraine các xe bọc thép Striker, đạn pháo 155mm và 105mm, đạn không đối đất và vũ khí chống UAV. Đây là gói viện trợ quân sự thứ 69 mà Bộ Quốc phòng Mỹ cung cấp cho Ukraine kể từ tháng 8 năm 2021. Các vũ khí được chuyển giao cho Ukraine không phải là mua mới mà lấy từ các kho dự trữ của Mỹ. Trong khi đó, Anh và Đức đang lên kế hoạch hợp tác trang bị hệ thống tên lửa Brimstone hoặc là Mestia cho trực thăng Sea King của Ukraine. Ngoài ra, Na Uy sẽ có gói viện trợ quân sự mới trị giá là gần 119 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, tập trung vào việc mua vũ khí và bảo trì máy bay chiến đấu F-16 sắp được bàn giao.